Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyên mục tin tức mới mỗi ngày. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có những thông tin thật bổ ích và đừng quên ấn nút like, share và đăng ký để ủng hộ cho kênh của chúng tôi nhé. Và sau đây, xin mời chúng ta cùng đến với những phần tin chi tiết. Con gái Vũ Linh bật khóc đòi xét nghiệm ADN. Với em của ba để lại con ruột thay con nuôi. Sau khi nghệ sĩ Vũ Linh qua đời, gia đình ông bắt đầu có ồn ào mâu thuẫn. Con gái ông là Hồng Loan đã bật khóc đòi xét nghiệm ADN. Với em, ba để lại con ruột thay con nuôi. Sự ra đi của nghệ sĩ Vũ Linh đã khiến nhiều người bạn bè, người hâm mộ vô cùng đau xót. Trong lễ cúng 49 ngày của ông, những mâu thuẫn giữa các thành viên trong gia đình, ông bắt đầu rộn lên. Mới đây nhất, người được cho là con gái duy nhất của ông Hoàng Cải Lương là Hồng Loan đã lên tiếng cho biết. Ba cô vừa nằm xuống thì những người cô từng là ruột thịt đã phủ nhận chuyện cô con gái của ba cô. Hồng Loan nức nở tuyên bố muốn thử ADN với chú ruột để xác minh mình là con ruột hay con nuôi của Vũ Linh. Bên cạnh đó, cô tố những người thân trong nhà như nghệ sĩ Hồng Phương, cháu ruột gọi Vũ Linh là cậu, nghệ sĩ Hồng Nhung, em thứ sáu của Vũ Linh, nghệ sĩ Tiểu Linh, em thứ bảy của Vũ Linh đã tự tiện kêu gọi quyên góp và có những hành động trục lợi sau khi ba cô mất. Con gái Vũ Linh bức xúc, ngày ba mất gắn cái mác của ba là con nuôi. Bây giờ muốn biết em là con nuôi hay con ruột, mời chú Bảy đi xét nghiệm ADN với em. Em sẵn sàng làm chuyện đó. Con bé này là con của ông Năm, tức là nghệ sĩ Tiểu Linh. Chú Bảy là em ruột của ba. Chú Bảy nói con bé này theo em tranh giành tài sản từ mặt nó. Tại sao nó là con ruột mà không lo? Từ ngày ba em mất, tất cả những người trong nhà đã lợi dụng danh tiếng của ba. Em đi quyên góp hết tài sản đến cái kia. Chẳng hề biết cái gì. Em chỉ biết một câu chuyện là đâu đó. Ở Mỹ có khán giả thương ba, muốn mọi người quyên góp gửi về. Em thấy vậy mới nhận cho các cô vui. Em biết là có 5 USD và hơn 1 triệu là ung thư giữ, còn tiền phúng điếu hơn 600 triệu và hơn 400 USD trong phong bì là và cô Sáu, Vân Dư. Em không giữ tiền và không hề biết gì từ thất 49 ngày của ba. Khán giả gần xa quyên góp cho ung thư và những người trong nhà thì đến người đó mà lấy tiền lại giùm em. Em không muốn ba em phải mắc nợ. Vì khi ba em bệnh, ba chưa bao giờ quyên góp. Vậy mà khi ba mất, ung tư đã quay bàn thờ, xin quyên góp tiền trên ba em. Đồng hành cùng Hồng Loan trong buổi gặp gỡ các khán giả trên mộ của nghệ sĩ Vũ Linh, nghệ sĩ Vũ Lân cùng lên tiếng khẳng định Hồng Loan bức xúc là đúng. Em Loan có sự bức xúc của em Loan là đúng lý, bởi vì gia đình phải thông qua cho em Loan biết là mọi người làm gì trên mộ. Nhất là để bài thơ của ba lên. Bà là gì mà để bài thơ bà lên mộ? Hồng Loan xúc động. Loan thấy những thông tin đó Loan đau lòng. Ba một đời cống hiến không làm phiền bất cứ ai. Bây giờ trách nhiệm này là vì ai? Có phải là vì Hồng Phượng không? Giờ đấy Loan phải chạy lên chạy xuống mộ ba trong khi còn con cái. Loan lên hỏi thì Hoa Viên Bình Dương không trả lời. Vậy là bởi vì đây là con của ba. Cái tường khắc bị chê. Loan hoàn thành không biết, dọn nước tràn ly. Loan bức xúc là đúng.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.